Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe ở cái phân khúc hạng D sedan. Đó chính là chiếc xe Mazda 6. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và thưa với quý vị và các bạn ạ, nhắc đến Mazda 6 thì quý vị và các bạn cũng đã biết nó chia làm hai phiên bản, một là phiên bản 2.0 và 2.5. Thì đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe này là cái phiên bản 2.0, 2.0 lít, động cơ 2.0 lít và cũng đã được trang bị là full option rồi, từ khóa thông minh, đè nổ, start top, nội thất là ghế da cao cấp, ghế chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí, cửa nóc điều hòa tự động, đầu DVD, camera lùi, cảm biến trước sau, đèn pha bi xenon, đèn gầm, rửa đèn pha. Option thì ở cái phân khúc hạng D này nó cũng đã tương đối đầy đủ rồi quý vị và các bạn nhé. Gương chiếu hậu là gương gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn qua về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ, ví dụ như là ốp gáo gương này. Đây là cái phần ốp gáo gương mà chủ xe đã lắp thêm ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương đấy. Và đây nữa, nhìn về cái đằng sau thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được là sự khác biệt ở chiếc xe Mazda 6 này là chủ xe cũng đã độ thêm cái ốp bô sau và làm thành hai bô đây quý vị và các bạn nhé. Nguyên bản của nó chỉ có một bô thôi, nhưng mà đây là cái phần ốp thêm mà chủ xe đã độ thêm đấy ạ. Đấy, ốp bô quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần mà chủ xe đã độ thêm. Và nhìn về cái ba đợt sốc sau này thì quý vị và các bạn cũng thấy được đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là cảm biến lùi, camera lùi, đầy đủ rồi. Về cái option thì những cái xe ở cái phân khúc hạng D này nó là tương đối là đầy đủ rồi, tôi cũng không phải giới thiệu gì nhiều nữa. Chắc quý vị và các bạn cũng đã nắm được tương đối về cái option của những chiếc xe Mazda 6 này rồi. Cơ bản là chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái chất lượng từ năm 2014 đến nay, sau 7 năm sử dụng thì nó còn như thế nào thôi ạ. Đây, và đằng trước đây thì quý vị bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led, rửa đèn pha này, cảm biến trước này, đèn gầm, đầy đủ hết cả rồi. Đấy, option thì rất là đầy đủ. Đây là cái phần đèn đấy. Và nhìn về cái phần ba đợt sốc trước thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nguyên bản ạ, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nhìn về phần bên ngoài là chúng ta cũng chỉ xem qua về cái phần nước sơn thôi đấy ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái phần nước sơn nhé. Quý vị và các bạn nhìn một cái góc chéo để thấy được là cái nền sơn nó còn đẹp hay không đấy ạ. Đấy, những chiếc xe màu đen như thế này rất quan trọng nhé. Nếu như cái nền mà nó không đẹp, nhìn nó sẽ không đẹp đâu ạ. Đấy, phải nói là chiếc xe này còn khá đẹp đấy ạ. Cũng đúng thôi, thưa với quý vị và các bạn, ở những cái phân khúc hạng A, hạng B, hạng C thì nó cứ dần dần, những cái phân khúc hạng A, hạng B thì thường là người ta hay chạy nhiều rồi chạy dịch vụ không giữ gìn. Như bắt đầu từ hạng C cho đến hạng D, nhất là cái hạng D này thì là gần như là người ta cũng sẽ chạy ít hơn và biết giữ gìn, chăm sóc xe nhiều hơn ạ. Đấy, cho nên là chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp. Nhìn về phần bên ngoài thì cũng có xước sát một chút ít, thì chúng tôi cũng đã đánh bóng lên nó hết rồi. Bây giờ không còn vết xước nào nữa đâu ạ, rất là đẹp đấy. Và cái dàn lốp này thì quý vị và các bạn nhé, chủ xe cũng đã thay và nó còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, cái dàn lốp còn rất là đẹp đấy. Đấy, đây là cái dàn lốp mà chủ xe cũng đã thay từ năm, đết lốp này là thay từ năm 2016-17 gì đấy. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài là không có xước sát gì đâu ạ. Cơ bản là xem có bị đâm đụng hay ngập nước, máy móc có còn nguyên bản hay không. Thì lát nữa thì tôi sẽ dần dần tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem hết về chiếc xe Mazda 6 2014 này đấy ạ. Không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa thì ngay sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến hành xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, và chủ xe đã ốp thêm cái phần tay nắm cửa này. Đây là cái phần tay nắm cửa này, mở cái cánh cửa này ra. Tôi sẽ giới thiệu lần lượt cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái. Đấy, cánh cửa này là cái cánh cửa sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Rất là nguyên bản quý vị và các bạn nhé.
ốc bản lề này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Tôi quay cả về cái phần này, tắp bi cửa này cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Lên xuống kính này. Đấy. Gương chiếu hậu là gập điện này. Nội thất rất là mới, rất là đẹp luôn đây quý vị và các bạn ạ. Đẹp và rất là đều. Đẹp và đều xe. Và ở Mazda 3 thì Mazda 6 thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Được trang bị là kể cả iTop này là cái chế độ mà dừng đỗ tự động ngắt máy đấy ạ. Đấy. Tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Mục đích là để tiết kiệm nhiên liệu, quý vị các bạn dừng đèn đỏ là tự động ngắt máy đấy, tắt máy. Đấy. Và nội thất da đây quý vị và các bạn ạ. Nội thất da rất là cao cấp và còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Ghế lái chỉnh điện này. Nhớ ghế hai vị trí này. Đấy. Ghế lái chỉnh điện này, nhớ ghế hai vị trí rồi. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển. Cruise control. Đấy. Option thì tương đối là nhiều rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem về cái cánh cửa phía sau bên lái ạ. Đây ạ, thưa với quý vị và các bạn, keo chỉ này. Keo chỉ cũng còn nguyên ạ. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước. Keo chỉ còn nguyên bản ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây ạ. Đây là những cái ốc bản lề. Ốc bản lề cánh cửa này. Rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Đây là cái táp bi này. Táp bi cửa cũng rất là ok. Rất là đẹp, rất là mới. Và cái nội thất ở phần đằng sau đây quý vị và các bạn ạ, nhìn cái má ghế này nó còn mới tinh luôn đây ạ. Vì cái đằng sau này cũng ít người ngồi hơn. Bao giờ thì cái hàng ghế sau này cũng ngồi nhiều hơn, à ít hơn so với hàng ghế trước. Cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đấy, và ở cái phân khúc hạng D thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 6 này là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên ngồi trên xe này. Ở cái phân khúc hạng D cho nên là ngồi rất là thoải mái đằng sau nha quý vị và các bạn ạ. Vì là sở hữu kích thước rất là dài với 4m86 đấy, tức là cũng gần được 5m rồi. Cho nên là cái hàng ghế đằng sau này ngồi rất là thoải mái đấy. Hàng ghế đằng sau này ngồi rộng chứ không như phân khúc hạng C hạng B đâu ạ. Đấy, phân khúc hạng C hạng B thì ngồi nó rất là chật. Còn ở cái phân khúc hạng D này thì ngồi rất là rộng ạ. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe. Chiếc xe đã lăn bánh được 6.500.000 km rồi. Đấy. Đang có nhạc cho nên là tôi sẽ mở nhỏ đi thôi để cho tôi giới thiệu cho quý vị các bạn nghe rõ hơn ạ. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start stop này, đầu DVD này, camera lùi này, cảm biến trước sau này, rồi điều hòa tự động hai vùng độc lập này, và vô lăng cần số rất là đẹp ạ. Vô lăng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này, này rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây nhìn cái tắp bi thì quý vị và các bạn biết được luôn đấy ạ, nó còn rất là mới đấy ạ. Đấy, tắp bi, tắp lô đều rất là mới. Gương chiếu hậu là gương chống chói quý vị và các bạn nhé. Đây này, con nút bấm này. Đấy, gương chiếu hậu là chống chói này. Cửa nóc này, tôi mở cho quý vị bạn xem này. Cửa nóc cũng là cửa nóc auto nhé. Đấy, mở cái cửa này ra rất là thoáng. Option thì tương đối là nhiều rồi. Vì ở cái phân khúc hạng D này thì chúng ta khỏi phải bàn. Sau đây thì tôi sẽ ra ngoài và cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Đấy, cốp sau là cũng là cốp điện đây này. Có công tắc điện đây, chỉ cần bấm là mở cốp sau thôi. Hoặc là có thể bấm ở trên chìa khóa, khóa thông minh chúng ta có thể bấm được luôn. Và cũng giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ nhé. Keo chỉ của cái nắp cốp này, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy. Đấy, keo chỉ của cái nắp cốp này tôi giới thiệu chi tiết. Những chiếc xe mà đời nó siêu lướt chưa sơn tí nào thì tôi không phải giới thiệu nhiều. Những chiếc xe mà đời nó từ 3, 4, 5 năm trở lên thì bắt đầu là sơn nhiều rồi. Sơn nhiều rồi thì tôi phải giới thiệu kỹ hơn. Đấy. Quý vị và các bạn cố gắng lắng nghe nhé. Và nếu như ai có nhu cầu thực sự thì xem, cố gắng xem chi tiết để thấy được cái chất lượng của nó còn đẹp hay không nhé. Đấy, đây là cái phần đằng sau này. Bộ đồ nghề là còn nguyên nhé. Kích dưới này là còn nguyên ạ. Đấy, kích là nó ở dưới này cơ, còn nguyên hết đấy. Bộ đồ nghề còn nguyên, kích còn nguyên, tại vì cái lốp sơ cua này chưa hạ đấy quý vị các bạn ạ.
cái lốp sơ cua này chưa hạ này, vạch sơn vẫn còn nguyên đây nhá. Chưa dùng cái lốp sơ cua này cho nên là còn rất mới, rất đẹp ạ. Sau 7 năm sử dụng nhưng mà cái phần khoang này còn chưa dùng đến ạ. Rất là mới đây quý vị các bạn. Đấy, cái cốp nó cũng rất là rộng tại vì ở cái phân khúc hạng D cho nên là kích thước nó dài. Đấy, kích thước dài cho nên là cái cốp nó rất là rộng ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, cũng như thế thôi ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết đây này, chưa có mất một đoạn keo chỉ, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy. Ốc bản lề cũng còn nguyên này, ghế thì rất là mới rồi. Và đây là cái cánh cửa trước bên phụ ạ. Cũng có bấm tay mở cửa đấy, vì là khóa thông minh rồi, bấm tay để mở cửa. Phải nói là rất là đẹp đấy, đẹp và đều xe đấy. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 6 vạn km thôi. Bản lề này, từ ốc bản lề đến keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Rất là mới, rất là đẹp đấy. Ghế bên phụ này cũng được trang bị là ghế chỉnh điện quý vị và các bạn nhé. Đây, ghế bên phụ là ghế chỉnh điện đấy. Rất là đẹp luôn. Ghế rất là đẹp chứ chưa có xước sát hay là chưa có rách gì cả. Đây là cái phiên bản 2.0 quý vị và các bạn ạ. Số khung, đây là số khung. Ốc bản lề này rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Như tôi đã nói thì đây là cái phiên bản 2.0 cho nên là Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 6 này là một cái khối động cơ 2.0 lít và là động cơ xăng. Cơ bản là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về những cái phần này. Ốc cabo này. Đây, đây thưa với quý vị và các bạn, ốc cabo cũng còn nguyên này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đó, đây là keo chỉ còn nguyên nhá quý vị và các bạn ạ. Đó. Keo chỉ còn nguyên này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ, còn nguyên bản hết đấy ạ. Ốc cabo còn nguyên. Đó. Tất cả là còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ. Và cái động cơ này là tôi đang nổ máy cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy. Tôi bỏ cái này ra cho quý vị bạn. Đấy, máy rất là mới. Nó máy rất mới, rất đẹp đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Ốc chân máy này, ốc mặt máy là còn nguyên bản hết đấy. Ốc chân máy, ốc mặt máy là đều còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 6 2014 2.0 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 545 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ và cho phép tôi được kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.